sao vào đêm Halloween, trẻ em lại hóa trang kinh dị, gõ cửa nhà hàng xóm, hô to trick or treat để xin kẹo bánh. Phong tục này có lịch sử lâu đời và đầy bí ẩn, bắt nguồn từ những truyền thống cổ xưa và niềm tin tâm linh thú vị. Thông thường chủ nhà sẽ vui vẻ mở cửa và đáp lại bằng nhiều quà bánh, hoa quả. Sau khi nhận xong, những đứa trẻ sẽ tiếp tục đi đến những nhà tiếp theo và làm tương tự. Trong một số truyện kể rằng, vào đêm ngày 31 tháng 10, rạng sáng ngày 1 tháng 11 là thời khắc ranh giới cõi âm và dương có thể gần nhau. Vì thế, các linh hồn sẽ đến phá phách nghịch ngợm. Trick có nghĩa là trò đùa, đánh lừa. Còn treat có nghĩa là tiếp đãi, đối xử. Tạm hiểu là nếu không muốn bị treo ghẹo thì hãy tiếp đãi. Vì thế, chủ nhà sẽ chuẩn bị bánh kẹo, trái cây để đáp lại những người gõ cửa nhà mình. Trick or treat còn được gọi là một biến thể của tập tục xa xưa. Vào thời Trung Cổ, những người nghèo thường đi xin bánh vào ngày 31 tháng 10 và họ cũng sẽ cầu nguyện cho các linh hồn đã khuất trong All Souls Day, ngày của các linh hồn 2 tháng 11. Hay ở nhiều nơi người ta cũng tin rằng những đứa trẻ trong trang phục Halloween là đang hóa thân thành các linh hồn đã khuất. Vì thế, việc cho kẹo cũng là một cách để chia sẻ thức ăn với các linh hồn này. Dù nguồn gốc của trò chơi này vẫn còn nhiều bàn luận, nhưng từ lâu, Trick or Treat đã trở thành hoạt động truyền thống không thể thiếu trong ngày Halloween. Và đó là ý nghĩa của phong tục Trick or Treat. Quý vị có thể gửi câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến của mình thông qua phần bình luận ngay bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.